Một giây sau, cách 200 mét phát ra tia run rẩy, Mạc Phàm, Miốt, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Sơ Huyết, cả 6 người xuất hiện cùng lúc. Vào lúc này Mạc Phàm cũng thi triển dịch chuyển tức thời, tốc độ hoàn thành cũng không chậm. 6 người lại dịch chuyển tức thời một lần nữa, dịch chuyển được khoảng hơn 160 mét, làm cho bọn họ cách xa vị trí Mộc Nãi, cách cánh cửa mở ra càng gần. Nó không ra tay, chỉ nhìn bọn họ, hành động như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy quái dị. Cái tên này còn chưa động thủ, Triệu Mãn Duyên cảm thấy bất ngờ, nói: "Khả năng còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ nó, đi mau lên." Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút, một người bình thường ngủ chưa tỉnh dậy, khi rời khỏi giường thì cảm thấy đầu óc trống rỗng khoảng 5-6 phút, Mộc Nãi Y này ngủ mấy ngàn năm, đầu óc giật cũng có thể lý giải được. Còn về câu mà nó vừa mới nói, là nói mơ. Mộc Nãi Y màu trắng không ngăn cản, âm u nhìn nhóm Mạc Phàm chạy về phía cửa, khoảng cách càng lúc càng xa, mọi người đã đến cửa, Mục Bạch không an tâm quay đầu lại nhìn, phát hiện Mộc Nãi Y quân chủ vẫn ở đó, cảm giác như đang đợi cái gì, vẻ bình tĩnh tới đáng sợ của nó không cho người ta cảm giác đã chạy ra khỏi địa bàn của nó. Bên trong cánh cửa hình vuông một màu đen kịt, cũng không dài lắm, chạy khoảng 1-2 phút là có sự thay đổi. Mọi người đang lo lắng chuyện Mộc Nãi Y quân chủ. Sau khi rời khỏi đường nối hình vuông thì mọi người sững sờ ngay ở lối vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn mộ thất mới. Lại là một mộ thất. Hình dạng mộ thất này giống y đúc mộ thất vừa nãy, vừa bước vào làm cho người ta nhìn về phía trung gian theo bản năng, sợ sệt ở trung gian có một cái quan tài mở ra, có một Mộc Nãi màu trắng. Cũng còn may không phải vòng lặp tuần hoàn vô tuyến, mộ thất này mới không có Mộc Nãi Y màu trắng, chỉ là ở trung tâm có một đống cốt khâu làm người ta kinh hãi. Sau khi đến gần một chút thì thấy đống cốt khâu màu trắng tạo thành từ xương đầu, hoàn toàn là màu trắng, bộ xương khổng dữ tợn, chất thành đống số lượng lớn, người xem nổi cả da gà. Xương trắng chất thành một gò núi, mà ở trên đỉnh gò núi có một cái tương tự quan tài. Quan tài này được tạo thành từ xương, hoàn toàn là màu trắng, giống như một bạo quân tàn nhẫn vì trấn áp những người không phục tùng mình mà cố ý xây lên bảo tọa cấp cao. Mộ thất này giống mộ thất trước đó, nhưng tổng thể lại nhỏ hơn, xung quanh cũng không có cửa, chỉ có quan tài. Không phải bên trong lại là quân chủ nữa chứ? Mục Bạch không an tâm, nói. Cứ mở ra trước rồi nói, Mạc Phàm lại dùng cách đơn giản mà thô lỗ nhất. Lại một quyền, thấy liệt diễm quyền màu đỏ bay ra, xẹt một đường parabol trên không trung, đánh vào quan tài trên đầu lâu chất đống. Cốt khâu điên cuồng tan rã như cồn cát, quan tài cũng rơi xuống chỗ đầu lâu vương vãi khắp mặt đất. Quan tài phát ra âm thanh kịch liệt, sau đó là nắp quan tài bị đánh bay lên, một Mộc Nãi Y không có đầu, toàn thân cốt giáp bay ra ngoài. Mộc Nãi Y không đầu, Triệu Mãn Duyên nói. Vừa mới dứt lời thì thấy Mộc Nãi Y không đầu nắm một đầu lâu rơi từ trên cao xuống trong tay, gắn nó lên chính cơ thể của mình. Có vẻ như cái đầu này nhỏ một chút, đột nhiên cái tên này vặn xuống đầu của mình, cực kỳ phiền chán ném xuống, chọn một đầu lâu bé vừa vặn lắp trên người nó. Trên người nó tỏa ra tà quang màu xanh, đầu mới cùng thân thể, tà quang chảy xuôi lên đầu mới, hốc mắt cũng phát ra ma quang. Cái tên này đuôi xoáy đèn sao, tùy ý thay đổi bóng đèn, Triệu Mãn Duyên cảm thấy kinh ngạc, nói. Khí tức không mạnh như Mộc Nãi Y trước đó. Mục Bạch nói. Cửa mở, mọi người mau nhìn, cửa lại mở ra, ở ngay phía trước, Sơ Quýt vội vàng nói. Quan tài mở, cửa cũng mở. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, cảm thấy buồn bực trong lòng, không phải thiết kế bình thường đều giết Mộc Nãi Y thì cửa mới mở sao, tại sao nơi này lại kỳ lạ như vậy? Đánh hay không đánh? Đánh cái gì, có thể đi được thì sao lại không đi? Mọi người cũng như vậy, trước tiên lợi dụng dịch chuyển để kéo dài khoảng cách. Mộc Nãi Y quân chủ trước không Mộc Nãi Y này, cốt Mộc Nãi Y này cực kỳ táo bạo. Lực của nó lớn vô cùng, đuổi theo mọi người không ngừng, cũng không có dự định để bọn họ rời mộ thất. Cũng còn may cái tên này không phải một quân chủ chân chính, bị Triệu Mãn Duyên chặn lại, mấy người bọn họ trở ra toàn thân. Trốn vào trong cửa hình vuông, cốt Mộc Nãi Y ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm táo bạo mấy người họ, dáng vẻ rất muốn đem đầu từng người xuống, nhưng một mực không dám rời đi mộ thất của mình. Tiếp tục xuyên qua một cánh cửa, lại một mộ thất hình dạng tương tự mộ thất Mộc Nãi Y, mọi người biểu hiện ra một vẻ mặt kỳ quái. Tại sao là một cái khác? Vẫn không có cửa. Có ai nhìn thấy quan tài không? Ánh mắt nhìn tới, mộ thất Mộc Nãi Y này trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn một lúc không phát hiện gì. Mạc Phàm phát hiện kỳ thực tên kia nằm ngay trên mặt đất gạch, là một quan tài Mộc Nãi Y nhỏ không đáng chú ý. Lần này để tôi mở, Triệu Mãn Duyên cũng đã thấy qua một ít Mộc Nãi Y, lá gan cũng lớn lên. Đi tới quan tài nhỏ, Triệu Mãn Duyên phát hiện quan tài Mộc Nãi Y này rất quái dị, rất hiển nhiên là được khóa lại bởi một bất hủ đằng cổ xưa. Triệu Mãn Duyên không suy nghĩ nhiều, bàn tay chậm rãi hội tụ một chút quang năng kéo dài tới cổ tay, nhiễu thành một phần chui kiếm trêu tay, kiếm lại tiếp tục dài ra, biến thành quang nguyệt nhận công vận động. Chém một kiếm xuống, chém xuống chính diện bất hủ đằng mặt trên của quan tài, những bất hủ đằng xuất hiện khe hở, đặc biệt không sâu. Ha, còn rất nại khảm. Triệu Mãn Duyên thấy mình một kiếm không chém đứt được. Triệu Mãn Duyên lại vung quang nguyệt nhận lên, lần này thôi thúc thêm một ít ma năng để cho lực chảm mạnh hơn. Lần này bất hủ đằng xuất hiện vết chém sâu hơn, Triệu Mãn Duyên tính toán một lúc, chém thêm 7-8 nhát thì nhất định bất hủ đằng sẽ đứt. Cậu có làm được hay không đây? Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên chạm dây leo đều rất lao liệu, không khỏi hỏi một câu. Dây leo này chắc chắn, ta sát, tình huống gì đây? Tại sao nó lại lớn lên? Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu lên. Triệu Mãn Duyên vất vả chém 2 phát, nhưng nó lại hồi phục với tốc độ nhanh hơn, thấy vậy làm cho Triệu Mãn Duyên tăng tốc độ chém, cuối cùng bất hủ đằng vẫn hoàn hảo nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào cả. Tôi không tin vào ma quỷ, Triệu Mãn Duyên có chút tức giận. Dây leo nhỏ bé mình không làm gì được, nhất định Triệu Mãn Duyên mình phải lôi ra một chút bản lĩnh thật sự rồi. Triệu Mãn Duyên, đừng chém nữa, lúc này đột nhiên Sơ Quýt mở miệng nói, giọng nói mang theo phần sợ hãi không ngớt. Trên thân hiến cổ có nói, khi còn trẻ thì khu phu gặp được tà đồng này suýt chút nữa đã lấy tính mạng của khu phu, sau khi vất vả giết được nó, thì khu phu vẫn kiêng kỵ nó, sai người lấy bất hủ đằng ở mũi hảo vọng, dùng bất hủ đằng để phong ấn thi thể giết mãi không xong vào một quan tài nhỏ. Cũng từ tà đồng này mà khu phu học được một chút ma pháp vong linh mạnh mẽ hơn, để cho sự thống trị của khu phu không bị dao động quá. Cái cậu chém không đứt là bất hủ đằng, quan tài nhỏ này với ấn văn mà trong sách tôi cầm giống nhau như đúc. Khu phu vẫn kiêng kỵ tà đồng, nhưng vẫn muốn biến nó trở thành thuộc hạ của mình. Tà đồng ở bên trong kim tự tháp cũng phải mấy ngàn năm, giả như nó biến thành vong linh, thì pháp lực của nó sẽ cực kỳ cao, chúng ta sẽ bị nó giết sạch. Sơ Huyết nói, cái tên này là một u linh. Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng lại, nói, u linh là vong linh khó đối phó nhất, hành tung của chúng nó bất định, miễn dịch ma pháp, sở trường khống chế tinh thần, nguyền rủa, trung độc. Rõ là quan tài chưa hề mở ra, nhưng mà nó mỉm cười với mình từ bên trong, làm Triệu Mãn Duyên không khỏi cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Vậy cũng đừng có chạm vào tiểu tổ tông này, Mạc Phàm nói. Không mở ra thì chúng ta không có cách nào tới cửa kế tiếp, Miốt nói. Vừa nãy tôi có nghiên cứu qua một chút, dưới tẩm thất của khu phu có vô số mộ thất của Mộc Nãi Y, những thứ này là triều thần của khu phu, mà cách duy nhất để vào cung điện khu phu là những mộ thất Mộc Nãi Y. Mộ thất Mộc Nãi Y liên kết với các mộ thất khác, mỗi mộ thất có 4 cửa, nằm ở trái phải trước sau, mà sau khi mở quan tài ra, sẽ có một cánh cửa mới mở ra, giết chủ nhân mộ thất sẽ mở ra toàn bộ 4 cửa, Sơ Quýt nói. Là sao cơ? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Phải đi đúng cửa mới tới được cung điện khu phu, đi sai thì sẽ lạc vào mê cung 4 cửa, Mộc Nãi Y to nhỏ dưới trướng khu phu cũng phải vài trăm. Chúng ta tiến thẳng vào trong mộ thất, không phải bị chủ nhân mộ thất giết chết, mà là bị vây chết ở chỗ này, Sơ Quýt nói. Con mẹ nó, sao cậu không nói sớm, Triệu Mãn Duyên nói. Tôi nhìn thấy tà đồng thì mới để tới kết cấu nơi này, đáng nhắc tới chính là khi chúng ta mở ra quan tài Mộc Nãi Y đầu tiên, nơi có con nhện đầu vàng thân bạc treo là xác muôn điểm, trong đó có một cửa dẫn tới con đường chính xác. Vậy con đường chúng ta đi chính xác sao? Hải Đế hỏi. Hẳn là không phải, bức họa cổ xưa đã nhắc nhở, trên mặt đất có một con bọ cạp, mặt trên con nhện là một con bọ cạp, phía sau bọ cạp là một con rắn, trên đỉnh đầu rắn là con chim ưng đang bay vòng quanh. Nói cách khác là nếu chúng ta đi đúng thì mộ thất tiếp theo có liên quan tới bọ cạp, Sơ Huyết nói. Không thể nào, vậy chẳng khác nào chúng ta phải quay lại đánh với Mộc Nãi Y quân chủ kia, tên kia còn nói được tiếng người, tuyệt đối là một lão yêu quái, Triệu Mãn Duyên nói. Khó trách lúc chúng ta đi qua nó không ngăn cản chúng ta, đoán chừng biết được chúng ta sớm muộn cũng đi qua chỗ của nó, Mục Bạch nói. Vậy giờ chúng ta quay trở lại, Miốt hỏi. Ừ, quay lại, chỉ ít là không thể động được vào tà đồng này. Sau này mọi người có mở quan tài thì cũng phải nghiên cứu kỹ thân phận chủ nhân trong đó. Nếu làm cho một kẻ đáng sợ tỉnh lại thì chúng ta chết chắc. Tà đồng không phải chỗ chính xác, không cần thiết, Sơ Huyết nói. Mọi người không ở lại chỗ tà đồng nữa, Triệu Mãn Duyên cũng bị tên kia dọa cho sợ. Mạc Phàm suy đoán tà đồng này quá nửa là cùng cấp bậc với Cửu hậu. Nếu thật sự tỉnh lại thì tất cả bọn họ không đủ chơi cùng một ngón tay người khác. Trở lại cửa hình vuông, vừa nghĩ tới cái tên muốn lấy đầu, không khỏi thận trọng, tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Không thấy đầu lâu chất thành núi nhỏ, không thấy cốt Mộc Nãi Y cực kỳ táo bạo, mộ thất nhìn qua nhỏ hơn trước vài phần. Tình huống bất ngờ gì đây? Triệu Mãn Duyên trợn 2 mắt nhìn, nhưng không tìm thấy khô đầu sơn. Chuyện này, lẽ nào chúng ta đi sai lối vào? Sơ Huyết trầm tư một lúc, lúc này mới lên tiếng, quả nhiên là như vậy. Cho dù chúng ta lựa chọn quay lại cửa cũng sẽ không trở lại mộ thất trước đó. Hiện tại chúng ta đang ở một mộ thất Mộc Nãi Y mới. Thế thì đừng do dự gì nữa, làm nó đi. Mạc Phàm mất bình tĩnh, đấm vỡ cả một cái tường.